Nhận tin báo, công an địa phương đến hiện trường tổ chức khám nghiệm và điều tiết giao thông. Danh tính nạn nhân sau đó được xác định tên Ngọc Tiên, sinh năm 2005. Đến 14 giờ chiều cùng ngày, cơ quan chức năng vẫn chưa liên lạc được với người thân của nạn nhân. Cô gái 19 tuổi tử vong bất thường trên đường ở Bình Dương. Chiều 30 tháng 6, Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đang phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, điều tra vụ một cô gái tử vong trên đường DT743. Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, người dân phát hiện cô gái nằm bất động giữa đường DT743 đoạn qua địa bàn phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương nên chạy tới kiểm tra. Đến nơi, người dân phát hiện cô gái đã tử vong bên cạnh là xe máy mang biển số tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nghi của nạn nhân. Vụ việc được người dân trình báo với công an chức năng. Nhận tin báo, công an địa phương đến hiện trường tổ chức khám nghiệm và điều tiết giao thông. Danh tính nạn nhân sau đó được xác định tên Ngọc Tiên, sinh năm 2005. Đến 14 giờ chiều cùng ngày, cơ quan chức năng vẫn chưa liên lạc được với người thân của nạn nhân. Tại hiện trường, không có dấu hiệu của tai nạn giữa các phương tiện. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Cô gái đi xe tay ga vấp mép nắp cống, loạn choạng rồi ngã ra giữa đường. Tình huống trên xảy ra vào sáng ngày 29 tháng 6 trên đường Tam Trinh, phường Mai Động, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và được ghi lại bởi camera hành trình trên ô tô. Thời điểm này là vào khoảng 8 giờ 38 phút là giờ cao điểm nên đường khá đông, các phương tiện không thể lưu thông nhanh. Tuy nhiên một cô gái đi xe máy tay ga ở phía gần lề đường đã bất ngờ loạn choạng tay lái rồi mất kiểm soát, khiến xe lao ra giữa đường và đổ kênh. Qua đoạn video có thể thấy, nguyên nhân chính là do cô gái đã vô tình điều khiển bánh xe đi vào phần của mép cống có độ vênh so với mặt đường, dẫn đến bánh xe bị trượt bất ngờ, gây mất kiểm soát. Rất may là trong tình huống này, ô tô đi phía sau có khoảng cách đủ xa với xe máy và phía ngược chiều không có phương tiện lại gần nên không xảy ra va chạm giao thông nào. Tình huống trên có thể xảy ra với bất cứ người nào đi xe máy, xe điện hoặc xe đạp. Vì vậy đòi hỏi người điều khiển cần luôn chú ý quan sát, tránh đi vào miệng hoặc cạnh nắp cống. Ngoài ra khi phát hiện phía trước có nắp cống hoặc ổ gà cần tránh nên giảm tốc độ, đồng thời quan sát gương chiếu hậu. Nếu không vướng phương tiện ở phía sau mới được phép đánh lái tránh, nhưng nên kèm theo việc bật đèn xin chuyển hướng. Thu giữ 179 kg ma túy được vận chuyển từ Đức về Việt Nam qua sân bay quốc tế Nội Bài. Ngày 30 tháng 6, thông tin từ đội kiểm soát phòng chống ma túy Cục Hải quan Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Đức về Việt Nam. Theo thông tin, qua công tác tuần tra kiểm soát nắm tình hình, các nguồn tin thu thập được và kinh nghiệm thực tế trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy, Hải quan Hà Nội đã nhận được nguồn tin một lượng ma túy lớn từ Đức về Việt Nam. Cục Hải quan Hà Nội xác lập chuyên án phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội và Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội để đấu tranh với tội phạm ma túy vận chuyển trái phép từ Đức về Việt Nam qua sân bay quốc tế nội bài. Sau 4 ngày xác lập chuyên án, lực lượng chức năng đã bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ khoảng 179 kg ma túy tổng hợp MDMA. Đây là chuyên án có số lượng ma túy thu giữ được lớn nhất từ trước đến nay qua đường hàng không. xe máy sẽ phải kiểm định khí thải từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ vừa được Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, với nhiều điểm mới đáng chú ý. Luật mới quy định việc xe mô tô, xe gắn máy sẽ phải thực hiện kiểm định khí thải từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Việc kiểm định đối với xe mô tô, xe gắn máy chỉ kiểm định khí thải. Việc kiểm định khí thải thực hiện theo quy định của Pháp luật về bảo vệ môi trường, được thực hiện tại các cơ sở kiểm định khí thải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cũng theo luật mới, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải sẽ quy định trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại, tạm đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cho cơ sở kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy. Bộ trưởng cũng quy định trình tự, thủ tục kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở vật chất kỹ thuật và vị trí cơ sở đăng kiểm xe cơ giới, cơ sở kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy. Trước đó Bộ Giao thông Vận tải cho biết, theo báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2016 phát thải khí thải từ xe cơ giới được nhận định là nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường. Trong đó, xe mô tô, xe gắn máy là nguồn phát thải chất ô nhiễm lớn nhất. Thống kê cho thấy tính đến cuối năm 2021, cả nước có hơn 68 triệu mô tô. Riêng tại Hà Nội có khoảng 6 triệu xe máy, trong đó có gần 3 triệu xe máy cũ sản xuất trước năm 2000. Chuyện hy hữu, tạm giam 13 năm một bị cáo được tại ngoại sau khi bị tạm giam 13 năm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc chào mời góp vốn từ năm 2010. Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa có quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam đối với bị cáo Nguyễn Huy Khang, 65 tuổi, do xét thấy không cần thiết sau 13 năm bị cáo này bị bắt tạm giam. Trước khi bị bắt tạm giam, ngày 21 tháng 2 năm 2011, ông Khang là giám đốc công ty phát triển công nghệ Thuận An. Trong vụ án, còn hai bị cáo khác là ông Nguyễn Đình Bang, 73 tuổi, hiện đã được tại ngoại và bà Hoàng Thị Xuân, 61 tuổi, đang bị tạm giam, cùng bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án bắt nguồn từ việc, tháng 6 năm 2010, ông Thái Khắc Toàn, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Huy Phát, gửi đơn đến cơ quan cảnh sát điều tra. Công an thành phố Hà Nội tố cáo ông Nguyễn Đình Bang và Nguyễn Huy Khang có hành vi gian dối, chiếm đoạt 22 tỷ đồng và 17.000 đô la Mỹ trong việc góp vốn đầu tư dự án tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Sau khi cơ quan công an vào cuộc điều tra, ông Nguyễn Đình Bang Nguyễn Huy Khang bị cáo buộc và đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cao trạng lần này cho rằng, từ năm 2008 đến nay, quyền sử dụng 6.338 m2 đất tại khu công nghiệp An Khánh, Hà Nội là thuộc công ty Trường Sinh. Trong đó có 50% của ông Nguyễn Đình Bang, giám đốc công ty và 50% của công ty Adisco. Theo cáo buộc, ông Nguyễn Đình Bang đã tạo dựng các văn bản cho ông Nguyễn Huy Khang có phương tiện, cơ sở để lừa đảo. Ông Nguyễn Huy Khang đã sử dụng văn bản này để ông Thái Khắc Toàn. Phó giám đốc công ty Huy Phát tin tưởng giao tiền góp vốn vào công ty Trường Sinh và dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng của công ty Huy Phát. Trong đó, ông Bang bị cáo buộc đã chiếm đoạt 19 tỷ đồng, ông Khang chiếm đoạt 3 tỷ đồng và 17.000 đô la Mỹ. Đi câu cá, người đàn ông bắt được con lươn khổng lồ. Khi đang đi câu cá, người đàn ông mặc áo đỏ và bạn mình đã câu được con lươn siêu khủng và kéo nó lên bờ. Trong clip Cả hai đang dùng điện thoại ghi lại thành quả vừa câu được. Lúc này con vật vẫn mắc ở lưỡi câu và quằn quại trên mặt đất. Người đàn ông sau đó dùng tay tóm lấy nó và giơ lên cao. Cả hai tỏ ra vô cùng phấn khích. Được biết con lươn này có cân nặng gần 2 kg và dài gần 1 m. Đoạt clip sau khi đăng tải trên mạng xã hội đã nhận về nhiều sự quan tâm chú ý. Đa số người xem đều sửng sốt trước kích thước của con lươn khổng lồ. Hầm chui giải cứu kẹt xe khu Nam thành phố Hồ Chí Minh hình thành thông xe cuối tháng 8 tới. Một nhánh hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, quận 7 dự kiến được thông xe vào cuối tháng 8, giúp giảm kẹt xe cho cửa ngõ phía Nam thành phố Hồ Chí Minh. Đường Nguyễn Văn Linh, dài gần 18 km, chạy xuyên quận 7, 8 và huyện Bình Chánh, góp phần phát triển, kết nối khu Nam thành phố Hồ Chí Minh, giao thương của thành phố với các tỉnh miền Tây. Năm 2020, hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, quận 7 được khởi công với tổng mức đầu tư 830 tỷ đồng, giai đoạn 1. Dự án gồm hai hầm ở mỗi chiều đường Nguyễn Văn Linh, mỗi hầm dài 456 m, 3 làn xe, vận tốc 60 km/h, phía trên làm đảo tròn cùng các nhánh rẽ. Hầm chui ban đầu dự kiến xong tháng 6 năm 2022 nhưng bị rời sang năm 2024. Theo ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh, chủ đầu tư sau hơn 4 năm triển khai, toàn dự án hiện đạt khoảng 75% khối lượng. Trong đó, Gói thầu xây lắp số 2 xây dựng hầm chui HC2 hướng từ quận 7 đi Bình Chánh đạt 85%, dự kiến đơn vị sẽ cho thông xe vào cuối tháng 8. Hiện nhánh hầm chui HC2 đã được đào thông, ông Vũ Quang Chính, giám sát dự án hầm chui cho biết, dự án gặp nhiều khó khăn do trong quá trình đào hầm gặp móng cống cũ và đường ống nhựa. Địa chất ở khu vực này là đất sét, nên khi gặp mưa phải đào những hố thật lớn, đồng thời gắn các máy bơm để giảm việc đất nhão hóa thành bùn gây khó khăn cho công việc thi công về sau. Chúng tôi đang đôn đốc các đơn vị làm việc cả ngày lẫn đêm để trong tháng 8 xong phần kết cấu và lắp đặt hệ thống camera, chiếu sáng và đưa vào vận hành hầm HC2, ông Vũ Quang Chính nói. Toàn bộ dự án hầm chui Nguyễn Văn Linh Nguyễn Hữu Thọ hoàn thành cuối năm 2024, giúp giảm áp lực giao thông cửa ngõ phía Nam thành phố Hồ Chí Minh và tạo điều kiện cho xe từ Nguyễn Hữu Thọ ra tới cầu Kinh Tẻ vào trung tâm thành phố thông thoáng hơn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.